ra một cái miếu ở tại gần cái bệnh viện để khấn cầu cái thần ở đó. So she went to this temple, not the temple of not the house of God, but into a temple, an idol temple to worship and to ask for this healing. Sau đó có một cái tà thần nó theo cô này mà cô không biết. And after that a demon came upon her and she didn't know that a demon had come upon her. Nó làm cho cô này bắt đầu có những sự xáo trộn ở trong giấc ngủ. She began to have nightmares. Cảm giác sợ hãi gia tăng. She began to increase fears in her life. Trong người nó hơi lạnh. She would begin to feel cold. Cô này nhớ đến tôi và đến nhà tôi để cầu nguyện. And all of a sudden the sister remembered me and she came to my house asking for prayer. Khi tôi cầu nguyện cho cô này thì có một cái tà linh nó lộ liền. So as I was praying for her, this demon began to manifest. Nói ông là ai mà dám đuổi tôi? And that demon began to say, who are you that you are trying to get rid of me? Lúc đó tôi cũng hơi bối rối nữa. I was a little confused too. Nếu mà Satan nó hỏi quý vị mày là ai mà đuổi tao thì quý vị trả lời sao? So I'm gonna ask you to put yourself in the same position. If Satan was in front of you and said, who are you and why are you trying to get rid of me? How would you respond? Mà lúc đó nó gắt mạnh ra chứ không phải là nó yếu như quý vị. And it was a very strong spirit. It wasn't a weak spirit. Khi tà linh nó nhập vô một con người đó có sức mạnh khoảng 5-6 người bình thường không thể nào giật lộn người đó được. So you see that when a demon comes into a person, that person's strength is increased by 5 times. Cô này rất là ốm yếu. She was a small woman. Mà lại có một sức mạnh rất là khủng khiếp. But she had a mighty strength. Lúc đó tôi đi cầu nguyện cho cậu thì có một cái câu kinh thánh đến với tôi. And as I was praying for her, the Holy Spirit lifted up the scripture for me. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12. In John chapter 1 verse 12. Cho nên hỡi ai nhận Ngài, Ngài sẽ ban cho quyền phép để trở thành con Đức Chúa Trời, ban cho những kẻ tin danh Ngài. Amen. Tôi nói cho người biết rằng ta là con của Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa đã nói như vậy đó. Hôm nay ta đã tin và tiếp nhận Chúa. Ta là con của Đức Chúa Trời. Amen. Ta là cái người mà phục vụ Chúa. I am someone serving the Lord. Mà ta nói người là ai ở trong người này? So I say to you, who are you in this person's life? Nó nói rằng ta là một cái tà ma ở trong cái bệnh viện. He says I am a demon in a hospital. Sau đó tôi sắc quyết và cầu nguyện nó xuất ra. So I begin to pray and plead the blood of Jesus. Cô này mới kể ra cái sự kiện mà tôi mới nói hồi nãy. And the demon came out of her, and after it came out of her, she began to confess what she did. Khi cầu nguyện xong thì Chúa chữa lành cho cô hết hoàn toàn. After we pray, she was completely set free. Mà đứa con của cô cũng hết bệnh luôn đó. Her child was also set free. Từ đó sau cô không còn đưa con lên bệnh viện trên thành phố. After that, she no longer needed to bring her child to the hospital. Qua câu chuyện trên, tôi muốn chia sẻ anh chị em về đề tài đó là uy quyền. Amen. I want to share with you this message. It has to do with authority. Quý vị có xác nhận mình có uy quyền ở trong Chúa không? Amen. Yes. Nói là rất dễ đó, khi gặp thứ đó thì quý vị sẽ xác nhận thứ gì. Tôi đang trải nghiệm rồi. I've experienced that myself. Bây giờ chúng ta sẽ nói về uy quyền Cơ Đốc nhân. Trong Giăng đoạn 1 câu 12 nói về quyền phép trở thành con cái của Chúa. In chapter 1 verse 12 of John it says the power to become children. Có hai điều tôi muốn nói đây. Thứ nhất là uy quyền. Thứ hai là quyền phép. Uy quyền là quyền được ủy thác. The authority that means you have the right to do something. Quyền được giao cho. A right that's given to you. Thí dụ một cái người công dân. For example, a worker. Khi học cái ngành cảnh sát. As he's becoming a khi tốt nghiệp xong rồi. After he graduates. Chính phủ sẽ cấp bằng. The government will give him. Cho vào trong cái sở cảnh sát để làm. Put him into a station. Khi cái người này gặp tội phạm. And when he sees someone who is a criminal. Tôi hỏi quý vị ai là người sợ với ai? So, cảnh sát sợ hay là tội phạm sợ? Tội phạm sợ. Chắc chắn là cái tội phạm sợ cảnh sát. For sure. Điều gì xảy ra tại đây? What is happening? Quy quyền được ban cho. Amen. Authority has been given. Mà chỉ có người tội phạm biết thôi. Nếu tôi và anh chị em có biết không? Do you know? Biết bình thường đó. Normally you don't know. Cũng một thế trong vương quốc của Đức Chúa Trời. And so in the same way in the kingdom of God. Khi Satan cám dỗ Adam và Eva. When Satan tempted Adam and Eve. Adam và Eva phạm tội trước mặt Chúa. They violated before the Lord.
cái quyền quản trị của Chúa ban cho Adam và Eva đã bị chuốc về. That's right. Và Satan giành cái quyền này. Quyền đó không còn ảnh hưởng trên muôn vật. Không còn, ông bà không còn cái quyền cai trị nữa. Mãi đến khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài chết và Ngài sống lại, Amen. Ngài thăng thiên về trời, thì quyền đó được ban cho kẻ tin nhận nơi Ngài. Amen. Đó là quyền làm con của Chúa. Nếu Chúa Giêsu không chết thay cho tôi và chị em, chúng ta không bao giờ có quyền đó. That's right. Quyền đó được mạnh hay không là ảnh hưởng bởi cái quốc gia. Thật là bất hạnh khi chúng ta có một cái thẻ căn cước hay là cái giấy gọi là quốc tịch của Mỹ, phải không? Ngày hôm nay có rất nhiều người muốn được cái quốc tịch này. Nhiều người giàu có tại Việt Nam cũng muốn có quốc tịch đó. Họ muốn có, họ bỏ nhiều tiền để mua. Tôi không có rõ về cái cách nhập quốc tịch Mỹ như thế nào. Quý vị biết rồi. Lý do tại sao nhiều người thích làm quốc tịch, có quốc tịch Mỹ. Vì một cái quốc gia nổi tiếng thế giới. Về sức mạnh, chính trị, về tự do, quân sự, ô nhiều thứ khác. Nhưng có một cái quốc gia lớn hơn cái quốc gia ở trên đất này. Amen. Lớn hơn quốc gia Hoa Kỳ nữa. Yep. Đó là vương quốc của thiên đàng. Amen. Vương quốc này Giêsu làm vua. Vương quốc này các thần dân của Chúa là con dân của Ngài. Các thiên sứ của Chúa là đạo binh. Một cái vương quốc không nó tính được con số. Sức mạnh vô cùng. Và tôi và anh chị em là thành viên trong vương quốc đó. Amen. Chúng ta không cần phải thi cử để có được cái quốc tịch. Để có được quốc tịch, chúng ta chỉ làm đơn giản thôi. Điều gì? Tin Chúa Giêsu. Amen. Tin thật chứ không phải tin giả. Yeah. Ở Kinh Thánh có nói một câu chuyện, đó là có một số thầy, một số đứa con thầy tế lễ. Tên là Seva. Cũng nhờ cái quyền của Chúa đi đuổi quỷ. Cuối cùng bị quỷ đuổi. Rồi tất cả những người đó bỏ chạy hết. Điều gì xảy ra tại đấy? Họ không có trong quyền làm con của Chúa. Amen. Họ chỉ mượn, vay mượn thôi. Yeah. Đó là những người gọi là giả. Chúng ta thấy có những người cảnh sát giả không? Yeah. Cũng mặc áo là police. Nhưng mà không có gì trong đó. Chính do đó tôi và anh chị em được Chúa kêu gọi được làm con của Chúa. Cảm ơn Chúa. Để xác chứng điều này có thật hay không, Chúa cho anh chị em sẽ có một ngày trải nghiệm cho vấn đề giải cứu. Cảm ơn Chúa. Con quỷ nó sẽ hỏi mày là ai. Lúc đó quý vị sẽ biết mình là ai. Cái thứ hai đó là quyền năng. Quyền năng đó là cái sức mạnh. Nó không phải là quyền được quỷ thác mà là sức mạnh. Nó giống như là một cái quả bơm. Cái quyền năng này nó kết hợp giống như là một cái quả bơm và một cái nguồn điện. Nói về nguồn điện thì nó sẽ liên tục. Quyền năng là sức mạnh được công bố. Một người có đức tin nơi Chúa,
sẽ có cái quyền năng này, sức mạnh liên tục ở trên đời sống người đó. Chúng ta có hai cái quy quyền, Chúa ban cho tôi và chị em quyền năng. Chúa cũng đã ban cho tôi và chị em. Chúng ta có thể thực hành cái điều đó hay không? Là do đức tin của tôi và chị em nơi Chúa. À, quý vị có bao giờ thực hành điều này chưa? À, có người có, người chưa, phải không? Yep. Người nào đã thực hành quy quyền, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa rất là thật ở trên đời sống. Amen. Chúa rất là lớn lao. Còn nếu chúng ta chưa có thấy gì hết, chúng ta thấy hình như là Chúa rất là nhỏ bé. Mà ma quỷ ra nó làm nhiều việc quá. Và chúng ta có lúc chúng ta nói về nó nhiều hơn nói về Chúa. Một trong những điều cấm kỵ của một người con cái của Chúa, không nên nói quá nhiều công việc của ma quỷ. Và hãy nói nhiều các công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Những gì mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Yeah, that's right. Lúc đó ma quỷ nó rất là sợ. That's right. Nó sợ nhất là khi chúng ta ca ngợi Chúa đó. Amen. Yeah. Nói nhiều về Chúa nó sợ lắm. Yeah. Và anh em không nói nhiều về Chúa, nói về đó là nguy hiểm rồi. Để anh chị em có thể vận hành cái quy quyền quyền năng của Chúa, chúng ta cần phải có một cái sự trang bị khí giới của Chúa. David khi lâm trận đầu tiên, ông đánh với Goliath, ông không có trang bị khí giáp của một cái người lính. Ông chỉ dựa vào cái kinh nghiệm riêng của ông thôi. Nhưng mà ông lại thắng Goliath. Vì vậy có Chúa, thần của Chúa ở cùng ông. À, lúc đó ông có quy quyền, ông có quyền năng. Nhưng không có nghĩa là trong các trận đánh sau, ông cứ dùng cái trận đánh đá hoài là không được. Ông phải trang bị những khí giáp. Và những khí giáp đó là cái gì? Tôi và anh chị em cần phải có điều này. Amen. Khi tôi đi giải cứu, tôi phải cầu nguyện Chúa cho tôi có khí giáp này. Chúng ta không thể nào đi tay không. Trong đó kẻ thù của chúng ta không biết nó là ai. Nó có sức mạnh như thế nào. Mà chúng ta lại không có trang bị gì hết là không được. Trong những cái cuộc chiến, nếu chúng ta biết kẻ thù chúng ta là ai, biết sức mạnh nó là gì, biết cái chiến lược nó như thế nào, anh chị em sẽ thắng. Amen. Còn nếu chúng ta không biết kẻ thù là ai, nó mạnh như thế nào, vũ khí là cái gì, chiến lược như thế nào, rồi quý vị sẽ thua chậm chậm. Rồi bây giờ tôi xin cho quý vị hai cái loại khí giáp. Quý vị sẽ nhận ra một khí giáp của ma quỷ, hai là khí giáp của Chúa. Rồi chúng ta xem coi mình có cái khí giáp nào của ma quỷ không. Nếu có thì mở ra. Nếu có khí giáp của Chúa thì mặc vào. Amen. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu số 18. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 đến câu số 18. 13-18. Yep. Ephesians. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to resist the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your waist girded with truth, having put on the breastplate of righteousness, having your feet fitted with the readiness of the good news of peace, and above all, taking the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the fiery arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18. Pray in the Spirit always with all kinds of prayer and supplication. To that end, be alert with all perseverance and supplication for all the holy ones. Amen. Cảm ơn. Bây giờ tôi xin liệt kê hai cái loại áo giáp ở tại đây.
I want to talk about two parts of the armor. Thứ nhất là cái áo giáp của Satan. First of all, the armor of Satan. Nó trang bị cho những cái chiến binh của nó. He has clothed his demons. Thứ hai là áo giáp của Cơ Đốc nhân. And secondly, the armor of God. Có hai loại áo giáp. There are two types of armor. Thứ nhất là cái áo giáp để trang bị phòng thủ. First of all, the armor to protect. Mà cái loại khí giới thứ hai đó là để tấn công. The other one is to offend your opponent. Trong phần đoạn Kinh Thánh này, Chúa cho chúng ta thấy phòng thủ nhiều hơn tấn công. And we see that we have more of defensive in these armors than offensive. Cái mão của sự cứu chuộc. The helmet of salvation. Đó là phòng thủ. That's protecting. Dây địch lưng là thả thập. We see that the belt. Đó là phòng thủ. That is also protecting. Áo giáp bằng sự công bình, đó là phòng thủ. The breastplate of righteousness, that is also thuận đỡ đức tin, đó là phòng thủ. The shield of faith, that is also defensive. Giày dép của sự bình an, sẵn sàng cho tin lành, đó là phòng thủ. Chỉ có một cái tấn công thôi. Đó là gươm thánh linh. Amen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về áo giáp của Satan nghe. We're going to talk about the armor of Satan. Cơ đốc nhân, cái mũ đó là một cái sự cứu chuộc. So we see that our helmet is the helmet of salvation. Còn Satan nó đội cho nó và cho chiến binh của nó, đó là cái mũ của sự kiêu ngạo. Military army is the helmet of pride. Chúng ta thì mặc cái áo giáp của sự công nghĩa. We put on the belt of righteousness. Satan nó trang bị cho chiến binh của nó, đó là áo giáp của sự bất nghĩa. And we see what belt of righteousness? Yep. Yeah. And what he put on to his armor is unrighteousness. Unrighteousness. Truth. True. Belt of truth. True. Belt of truth. Belt of pride. Đúng rồi. Cái áo của Chúa cho chúng ta đó là cái áo của sự chân thật. Chân thật. Yeah. The course. Yeah. Yeah. Nó có một cái áo của sự lừa dối và ô uế. Yeah. That's right. Chúng ta có cái giày dép của sự bình an. We have the gospel of peace, a sandal of peace upon us. Nó có sự giày của sự căm hờn. What we have is bitterness. Chúng ta có cái khiên của đức tin. We have the confidence of faith. Yeah. Nó có cái khiên của sự căm thù. We have the shield, he puts on a shield of hostility. Chúng ta có dây nịt là lẽ thật. We have the belt of truth. Nó có sự dây nịt, đó là sự dối trá. And he has the belt of lies. Chúng ta có cây gươm, đó là gươm thánh linh. We have the sword of the spirit. Còn nó có cái cây gươm là gươm với sự cay đắng. And he has the sword of bitterness. Yeah. Chúng ta thấy ngày hôm nay today, Cơ Đốc nhân hình như sử dụng khí giới của ma quỷ nhiều hơn. Kiêu ngạo, pride, ô uế, uncleanness, lừa dối, lying, hận thù cay đắng, bitterness, những cái đó không đến từ Chúa. They are not the armors of Jesus. Những cái đó đến từ một cái chiến binh của Satan. That comes from the armor of Satan. Khi chúng ta còn những điều đó ở trên đời sống của mình, anh chị em sẽ trở thành những người dễ tấn công lẫn nhau. You become those who gonna offend one another. Chúng ta thấy trong hội thánh có nhiều người thích tấn công nhau hơn là tấn công kẻ thù mình. Tôi đã từng chứng kiến có một số người khi ma quỷ nó bắn cái mũi tên. I've seen some people who the enemy has targeted. Cái mũi tên của sự sợ hãi. That arrow of fear. Mũi tên của sự lo lắng. Worry. Mũi tên của sự bệnh tật. Sickness. Và nhiều cái thứ khác. Other things. Người này thì gút cái mũi tên mà nó bắn ra. This person holds on to the arrow. Còn chút sức mạnh bắn lại em mình. And uses that same arrow to hit one another. Theo gì lấy đức tin là thuận nhập tắt cái mũi tên đó. Yep. Thì bây giờ lấy tên nó lại bắn lại cho anh em mình chơi. Cách mà chúng ta là tổn hại anh nhau. Lý do tại sao hội thánh ngày hôm nay quá nhiều sự chia rẽ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái hội thánh. I've seen many congregations. Từ ở trong Việt Nam. In Vietnam. Nhiều cái qua nhiều quốc gia khác nữa. And maybe some other countries. Có những hội thánh nhóm từ 100 người thôi. Sometimes there's only one
nó bắt đầu có sự chia rẽ rồi đó. There is a beginning of division. Chia rẽ làm hai, làm ba. Two, three different groups. Mà cứ hỏi có đông đông cái là bắt đầu nó có cái sự chia rẽ. And every single time there's an increase in the congregation, there's separation. À, phần lớn là do chúng ta thiếu hiểu biết. It's because we don't understand. Chúng ta cần phải có trang bị khí giới của Chúa. We need to put on the armor. Và trong những cái thế giới này nó đến cái sức mạnh hay là quyền năng của Chúa trong đó. Amen. Ma quỷ nó có sức mạnh. The enemy has power. Sức mạnh to và anh chị em không thể nào đối diện được. This power you cannot fight by yourself. Và chúng ta có cần cái sức mạnh quyền năng của Chúa cho chúng ta. You need the power of God. Để chúng ta mới giải cứu anh em mình được. So that you can deliver one another. Mỗi khi mà tôi đi cầu nguyện giải cứu. Every single time I go and pray for deliverance. Tôi có cái phút ngồi yên lặng với Chúa. À, tôi nói Chúa ơi xin Ngài mặc khí giáp cho con. I said, Lord, clothe me with the armor of God. Con công bố đeo dây đực của lẽ thật. So I said, you know, I am putting on the belt of truth. Con công bố mặc cái áo giáp của sự công bình. I'm putting on the breastplate of truth. Con công bố đội mũ của sự cứu chuộc. I declare that I have the helmet of salvation. Con công bố mang giày dép của sự sẵn sàng. Của tinh thần bình an. Con công bố rằng là con cầm gươm của con cầm gươm Đức Thánh Linh. Và thuận đỡ của đức tin. Và trong tâm trí tôi hình dung tôi là một người chiến sĩ của Chúa. Và khi tôi đi ra cầu nguyện cho anh em mình, tôi rất là can đảm. Tại vì sao vậy? Tôi thấy rằng trong người tôi đã có sự trang bị rồi. Đó là trong tâm trí mình hình dung mình là một chiến sĩ của Chúa. Mà thật sự là Chúa đã trang bị cho anh chị em vấn đề này. Chúng ta cần phải hiểu rõ từng cái khí giác một. Lẽ thật, đó là dây đực linh. Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu là lẽ thật. Amen. Chúng ta phải có đức tin nơi Chúa Giêsu. Lẽ thật là lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không có đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cầu nguyện giải cứu cho người khác, hãy giúp đỡ anh em mình, chúng ta không thể nào dùng cái kinh nghiệm riêng của mình, trình độ học vấn của mình để mà giải cứu cho người khác được. Chúng ta phải cần có lẽ thật của Chúa. Có một lần quý vị, một cái tà linh này nó chấp vấn anh kia kia. Mày đọc tao câu kinh thánh này. Nó kêu á là mày giải cứu tao, mày đuổi tao, nhưng mà mày đọc cho tao nghe một câu kinh thánh coi. Anh này quýnh á. Anh đang lúng túng như vậy chứ anh không biết nói sao. So he was like confused, he didn't know what to do. Anh không thuộc kinh thánh. Because he didn't have the word of God. Thế là nó nói thế này nè, kinh thánh mà mày không thuộc mà mày đuổi tao cái gì. Đó có những cái chuyện rất là bình thường thôi. Those are just very simple stories. Nhà đó thì tôi hỏi anh chị em, nhà anh chị em có thuộc những cái câu kinh thánh quan trọng không? So today I'm asking, do some of our brothers know very simple basic verses? Hàng lớn chúng ta cầm kinh thánh đến nhà thờ. Usually we bring the word to the house of God. Ngày hôm nay bất minh hơn chúng ta cầm điện thoại đến nhà thờ. But now we're more advanced. We don't bring the actual book. We bring the phone. Chúa cần chúng ta phải có lời Chúa trong trí của mình. Yep. Ở trong lòng của mình này. Inside your heart. Nó không phải nằm trong quyển kinh thánh này thôi. It cannot be inside a book. Anh em phải thuộc được. You need to remember. Khi bước vào trong những cuộc chiến thuộc linh, because when you're going into, chúng ta phải sử dụng lời đó. You need to use the word of God. Chị Chúa bạn phúc cho anh chị em nghe. Amen. Kế tiếp như chúng ta cần phải có cái áo của sự công bình. And you need to put on the clothing of righteousness. Cái tiêu chí của tôi khi tôi hầu việc Chúa. What are the things that I've learned from một câu kinh thánh mà Chúa luôn luôn nhắc nhở tôi. That he always puts the scripture into remembrance. Tôi lấy sự công bình thánh khiết hầu vị Chúa. Amen. Chọn đời tôi không sợ hãi gì hết. To receive the Lord, to serve the Lord. Khi tôi đi hầu vị Chúa, tôi phải đi trong sự công bình của Chúa. When I'm serving the Lord, I must go in his righteousness. Tôi phải bước đi trong sự thánh khiết của Chúa. I must walk in his holiness. Để vì cái cảm giác sợ hãi nó không đến trên tôi. So that Amen. Khi chúng ta bước đi trong sự công bình, it will
chúng ta mạnh mẽ như sư tử đi ngoài đường như vậy. We are strong as a lion in the street. Người có tội không bao giờ dám đi ngoài đường. Họ sẽ ẩn nấp trong những cái nơi mà vắng vẻ, tối tăm. They will hide somewhere where it's dark and alone. Khi anh em được xin công bình trước mặt Chúa, when you're righteous before God, đó là chúng ta được nhờ huyết của Chúa tha thứ tội chúng ta rồi. Through the blood of Jesus has made us clean. Chúng ta mạnh như con sư tử đi qua đường. Amen. Không sợ ai. Amen. Anh chị em thấy là đã từng một thời gian anh chị em là không có sự công bình phải không? Chúng ta rất là sợ hãi. À, nhưng bây giờ chúng ta đã được tự do. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em phải biết rằng chúng ta phải công bố và được xưng công bình. Chúng ta không còn bị định tội nữa. Có một số người khi chúng tôi cầu nguyện đó, họ tin rằng Chúa đã tha thứ cho họ. Nhưng họ không có tin rằng là họ không bao giờ tha thứ cho họ. Họ vẫn luôn chắc về cái tội của họ. Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta phải tha thứ cho người khác. Amen. Và phải tha thứ cho chính mình. Amen. Đừng có cầm buộc tội lỗi của mình. Đừng để cho ma quỷ đánh lừa chúng ta. Đừng để nó cởi áo chúng ta này. Phải mặc áo này vào. Áo của sự công bình. Amen. Giày dép của sự bình an và sự sẵn sàng của tin lành. Khi chúng ta nhận được cái sự bày tỏ của Chúa cho công việc của Chúa giao cho chúng ta, chúng ta phải có sự sẵn sàng. Đừng có hẹn nay hứa mai. Đừng có sợ lo là mình không biết làm được hay không. Nếu tôi sợ hãi tôi không về đến đây. Mình không biết tiếng gì trên. Sáng này có một cô ở San Francisco á. Sao du xe chứ? Để đây gọi cho tôi. Chào xe. Đấy. Ông mục sư đi với anh đi với ai vậy? Tôi đi không mình à? Ủa ông không biết tiếng gì chứ? Không đi mình vậy? Thì đúng rồi, khác lạ. Chưa cho mình có sự can đảm dạng dĩ anh nữa. Khi em càng dạng dĩ mà can đảm á, anh em sẽ làm được nhiều việc cho Chúa. Amen. Còn em sợ em không giờ làm gì chứ. Yeah. Trước khi tôi qua đây tôi kiêng ăn 4 ngày. Lý do là trước đó Chúa bày tỏ cho tôi biết. Tôi mất một cái đôi giày. Tôi tìm đôi giày hoài xong thấy. Đó là sự sẵn sàng trong tôi. Nó còn bị giới hạn. Khi tôi kiêng ăn 4 ngày xong tôi Chúa cho tôi thấy tôi tìm được cô giày của tôi. Cảm ơn Chúa. Mỗi lần tôi nằm chiêm bao thấy tôi mất giày là có nghĩa là tôi đang bị lo lắng về vấn đề cái công việc tôi đang làm. So every time I dream of and missing shoe, I recognize that I'm worried about this walk that God is giving to me. Khi anh em làm gì cho Chúa đó? Một sư giao việc cho anh em. Or the pastor gives you a job. Anh em cảm thấy mình không có đủ khả năng. You feel you are inadequate. Anh em bắt đầu sợ hãi. Là thậm chí gọi điện thoại mục sư nhờ người khác đi. Đó là lúc mà cái đôi giày của chúng ta đang gặp rắc rối đó. Sự sẵn sàng của chúng ta đâu? Mình tin Chúa phải có sự sẵn sàng bước đi. Amen. Chúa cùng làm việc với chúng ta mà. Cảm ơn Chúa. Kế tiếp nữa. Đó là cái khiêm của đức tin. Thuận đỡ đức tin. Cái đó là cái thủng hay là cái khiên để che cho những cái mũi tên tấn công. What is called? The shield, yeah, the shield. Đức tin dẫn đến đức tin. Faith. Một người đi theo Chúa cần phải có đức tin tối thiểu. Đức tin đến từ đâu? Cái thánh đức tin đến từ người ta nghe. Yeah. Người ta nghe thì lời của Chúa được rao giảng ra. Amen. Để đức tin được mạnh mẽ là anh em nghe, anh em phải làm theo. Amen. Nếu anh em nghe lời Chúa mà không làm theo, đức tin chết. Đức tin phải hành động. Đó là đức tin sống. Khi anh em thực tập trong cái vấn đề vận hành đức tin, anh em bắt đầu kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.
cái tin trong anh em sẽ gia tăng hơn trong Chúa. Khi tất cả những mũi tên nào mà bị tấn công, cái thuận lợi này sẽ dập tắt hết tất cả những mũi tên đó. Mỗi cái sự cứu chuộc, anh em phải tin chắc rằng mình đã được cứu rồi. Chúng ta sống trong thời kỳ mà tà giáo nhiều lắm. Nó đánh lừa chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu, ra khỏi sự cứu ruột, sự cứu chuộc quan trọng đó là Chúa Giêsu. Nó lừa con người ta thay thế về sự cứu chuộc của Chúa là công việc làm. Anh phải nhớ ngày thứ bảy anh mới được cứu. Anh phải nói tiếng lạ anh mới được cứu. Anh phải làm lành lánh dữ nhiều chừng nào anh mới được cứu. Xin thưa, đó là cái công việc công bình riêng. Sự cứu rỗi của Chúa Giêsu một lần đủ cả trên thập tự giá. Anh chị em tin Chúa Giêsu chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta đừng bối rối và lo lắng điều này. Đừng để ma quỷ đánh lừa chúng ta. Khi chúng ta đã trang bị những cái khí giới của Chúa rồi, khi quý vị đối diện ma quỷ, chúng ta cần phải thực hành nó như thế nào này? Bài thứ nhất đó là dài đạp. Thứ hai đó là đuổi nó đi. Thứ ba đó là cột cho nó. Có quy quyền rồi. Một người cảnh sát khi gặp tội phạm biết rõ là tội phạm rồi, phải chắc áp nó lên, cột cho nó lại, rồi áp giải, phải không? Cho nó thôi, bye bye nha, là chuyện này mày làm đi. Đọc được. Khi ma quỷ áp chế anh em mình, trong một tháng mời chúng ta đến cầu nguyện cho họ. Bây giờ quý vị đang trực tiếp đối diện cuộc chiến. Chúng ta không thể nào gọi đi thổi trang nhé. Có những lúc mà gọi ta không bắt máy nữa. Gọi một siêu không bắt máy. Gọi anh em cầu nguyện cho mình, nó đi nó không có quyền kiên rồi. Lúc đó chỉ có một mình đối diện thôi. Tôi đã lần đầu tiên tôi hay đối diện điều đó. Sau này có một số anh em cũng gọi cho tôi như vậy. Tôi cúp máy luôn. Đã học rồi bây giờ tự xử. Không cần phải kêu tôi nữa. Mà cảm ơn Chúa khi đối diện như vậy anh em bắt đầu thành lập thành công. Amen. Luca đoạn 10 câu 19. Cho nên này ta ban quyền cho các ngươi để dài đọc rách cho bọn cả và các thần dữ ở dưới chân, và chúng nó không làm gì hại các ngươi được. Dài đọc. Khi tôi qua bên Malaysia, lần đầu tiên tôi qua bên đó, Chúa bảo tôi kiên ngày 7 ngày. Đến ngày thứ 3 tôi có một cái giấc mơ. Đó là tôi thấy tôi ngủ có một cái cô gái rất là đẹp ngủ kế bên tôi. Trong giấc ngủ tôi nói rằng mày không phải là vợ tôi. Thì vợ tôi không thể nào đẹp như mày. Tự nhiên nó biến hình thành một cái cậu bé, cậu trai rất là đẹp nữa. Nó nằm trên cái cánh tay của tôi. Tôi nói, ta không có con trai. Tôi nói rằng ngươi là Satan. Trong giấc cũng ngủ tôi nói rằng trong danh Chúa Giêsu tôi dạy đạp đầu người, dạy đạp đầu người. Tôi thấy nó không phải là con trai bằng con gái nữa, mà nó là một cái con rắn. Nó lún xuống dưới chân đó thôi. Chúa cho chúng ta có quy quyền dạy đạp đó. Amen. Nó ở dưới chân chúng ta. Nó không phải nằm ở trong người chúng ta. Nó phải dưới chân của mình. Mình dạy đạp nó. Được không có gì? Amen. Con nguyên giải cứu không thể nào. Nước sông không được dí nha. Đừng đụng vô tôi nha. Không đụng quý vị đâu nha. Nên có vấn đề đó được. Phải có một cái sự xác quyết là chạy gặp nó. Cảm ơn Chúa.
determined to trample him. You can't just say, okay, go away. Cái tiếp chú nói rằng ở trong Mác đoạn 16 câu 17 18. Cho nên hãy nhân danh ta mà trừ quỷ. That's right. Trừ có nghĩa là đuổi đi. Yeah. Mà quỷ rất sợ cái từ là đi. Hoặc là cái từ ao phải không? Go. 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 Đi. Trong cái sự giải cứu của tôi là tôi nói gì đó quý vị. Yeah. Tại vì ở đây nói chuyện lớn quá mà sợ thì cho Việt Nam nhà tôi làm mấy người xóm xung quanh họ biết tôi luôn. Ở trong nhà có cái cha gì đấy. Giải cứu có một sự xác quyết. Khi anh chị em có sự xác quyết rồi, chúng ta không cần phải la lớn. Có những ca cũng gì tôi nói rằng thôi đi đi, ta không muốn thấy người ở trong người này nữa. Và kể từ ngày hôm nay không được quyền trở lại đây. Rồi chừng mắt liền, liếc trong cái rồi tự nó xích ra. Có những ca không cần phải la nữa. Mình nói về cái sự công chính của Chúa, nói về danh Chúa Giêsu xong rồi, tôi nói rằng thôi, chấm dứt ngay. Rồi tự nó bỏ đi. Đó là do mình đã làm, đã kinh nghiệm nhiều vấn đề này. Hôm trước cầu nguyện cho anh này không? Ken á. Dạ. Hôm cầu nguyện cái đứa mày nó nói gì đó là một cái linh vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ hôm nay nó còn nói gì đó anh không? They diminish. Mm. Went lower. Yeah. Yeah. Xin Chúa ngài tiếp tục dạy Chúa anh cách chọn bạn luôn. Amen. Anh cứ đuổi nó đi. Yeah. Roll. Yeah. Okay. Okay. À, không có chấp nhận nó ở trong đời sống của mình. Yeah. Đây, một cách xác quyết mạnh mẽ. Yeah. À, thì nó đi thôi. Okay. Okay. À, kế tiếp là cột chói. Cột chói ra là thay rằng mà quỷ nó rất là sợ khi chúng ta nói từ cột chói. Amen. À, có một lần có một người đến với tôi cầu nguyện. À, tôi sắp sửa cầu nguyện tự nhiên nhà đánh tôi. À, khi nó vừa đứng lên nó chuẩn bị đánh tôi, tôi trong chết tôi sẽ cột chói lại. Là tự nhiên cái tay nó chắc vậy nè, chân nó chắc ra luôn. À, nó nói thế này nè, ông đừng có cột tôi nữa. À, tôi đi ra ngoài này, mấy chị đã chọc tôi quê đó. À, nó nói với tôi là xin lỗi tôi đó là tôi mở chói ra đi. Tôi cột chói không phải bằng dây, bằng cái lời cột chói bằng lời cầu nguyện thôi. À, trong cái thế giới thuộc linh Chúa gì, Chúa hành động. À, chúng ta có cái sự đồng hành của thiên sứ của Chúa. Như khi anh em đối diện những cái thế lực của tà linh, chúng ta đã có cái quy quyền thẩm quyền Chúa ban cho mình, có sức mạnh quyền năng của Chúa rồi. Anh em phải dày đặc, cột chói, đuổi nó đi. Và tất cả những cái điều này chúng ta làm nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mà là không nhân danh Chúa còn là không thể nào. Yeah. À, có một câu chuyện vui thế này. À, tôi đến một cái vùng đất đó. À, có một anh kia anh kể câu chuyện này. À, một sư biết không, ở đây có một cái anh tín đồ này, anh tin Chúa. Anh đi nhà thờ lâu lắm rồi. Cái bữa đó mời anh cầu nguyện ăn cơm. À, anh sợ quá. À, vì có mọi người đông như đó, anh cũng cầu nguyện. Thường kết thúc đó là nhân danh Chúa Giêsu. Anh muốn hết cho nó nhân danh mục sư ăn cơm. Chúng ta thấy nguy hiểm chưa? Quá nguy hiểm. Đây là một câu chuyện vui, nó lại có thật. Trên những người quá yếu trong vấn đề nhận biết Chúa, trong vấn đề anh em giải cứu, chúng ta không thể nào thiếu kiên an cầu nguyện. Amen. Ở trong Matthew có một chỗ Chúa nói, Chúa bảo rằng vì các ngươi thiếu kiên an và thiếu đức tin.
không thể đuổi con quỷ này. Sự kiên ăn cầu nguyện cần có trên chúng ta. Khi chúng ta bước vào trong những cái cuộc chiến, đặc biệt là cuộc chiến thuộc linh, thì chúng ta cần phải đến gần với Chúa nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kết thúc một câu kinh thánh. Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Chống trả ma quỷ. Hãy phục Đức Chúa Trời. Yeah. Hãy chống cự ma quỷ. Trên sàn này. Nó sẽ lánh sàn này. Cảm ơn Chúa. Phục Chúa. Yes. Bằng cách là chúng ta tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Thay đổi đời sống của mình. Chống cự nó. Chúng ta phải có trang bị những khí giới của Chúa. Amen. Và nhờ danh Chúa Giêsu cùng làm việc của chúng ta. Amen. Chúng ta hãy cột chói dài đạo và đuổi nó đi. Kinh Thánh nói nó sẽ lánh xa anh em. Cảm ơn Chúa. Nó không thể nào đến gần chúng ta. Xin Chúa ban phước cho anh chị em tại đây. Amen. Chúng ta trở thành những người chiến sĩ mạnh mẽ cho Chúa. Yep. Và chúng ta không có sợ bất cứ một thế lực nào. Yep. Đặc là thế lực của ta. Yep. Amen. Amen. Trong nhà chúng ta sẽ có sự bình an. Amen. Trong tâm lòng chúng ta nghĩ sự bình an và sự vui mừng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa xúc dầu ban ơn cho quý vị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị. Amen. Amen.